mà dự án đã hoàn thiện xê thô này và sẽ bàn giao vào cuối năm nay, thì liệu các nhà đầu tư có phải vào tiền ngay như đối với các dự án khác hay không thưa chị? Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy là có một chủ tư hỗ trợ cái chính sách cho khách hàng nó tốt đến thế. Bởi vì là với các nhà đầu tư, hầu hết là họ là doanh nhân, kinh doanh và có doanh nghiệp riêng mà. Nên là họ cần tiền để làm ăn kinh doanh, trong khi nhà họ vẫn muốn có. Thế nên là ở đây thì chủ đầu tư Vitexco hỗ trợ khách hàng là chỉ vào có 30%. Còn số tiền còn lại thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho khách hàng trong vòng 2 năm cho đến 3 năm, tối đa là 3 năm. Khách hàng không phải trả bất kỳ đồng lãi hay là gốc nào cả, thậm chí là ân hạn cả trả nợ gốc. Nên là Huyên tưởng tượng như là khách hàng sẽ cuối năm nay có nhà để ở, mà khoảng tầm 1 năm cho đến 2 năm nữa khách hàng mới phải xuống hết tiền. Một thông tin rất tuyệt vời đối với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream.